Rồi, trên tay Phúc là một cái bộ tiêu đề 28 ngày làm video marketing. À, thì như Phúc đã chia sẻ thì sao? Một doanh nhân chạm tay hóa vàng, một doanh nhân thành công thì họ phải giỏi ba việc. Đó là marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Ba việc này thì người doanh nhân phải xuất sắc, phải làm nó một cách rất là thuần thục, một cách rất là giỏi. Vậy thì trong cái quá trình mình làm video thì sao ạ? À, mình sẽ không phải rằng mình chỉ có làm theo bản năng mà thôi. Không phải rằng mình chỉ thích gì mình làm theo đó. Nếu như vậy thì cái kênh marketing của chúng ta nó sẽ trở thành một cái kênh mang tính tiêu khiển mà thôi. Vậy thì trong cái quá trình làm video, chúng ta phải biết rằng đối tượng khách hàng mà chúng ta nhắm đến là ai, và chúng ta biết được nhu cầu của họ là gì, để từ đó mình sẽ tạo ra những cái video mang tính có giá trị, có chất lượng và giải quyết được cái nhu cầu của người khách hàng đó, được không ạ? Và trên tay Phúc đây là cái bộ tiêu đề 28 ngày làm video marketing của người thầy của Phúc là Đa Triệu Phú Đô La, đã cập nhật những cái kiến thức này từ bên nước ngoài về và chia sẻ lại cho Phúc và rất là nhiều các anh chị trong cái môi trường học tập. Và cái bộ công thức này nó sẽ giúp cho các anh chị tiếp cận khách hàng, sẽ chuyển được khách hàng từ qua bốn cái giai đoạn, đó là lạnh sang ấm sang nóng và khâu cuối cùng đó là chốt đơn. Vậy thì bao nhiêu số anh chị ở đây mình muốn sở hữu cái bộ 28 ngày làm video marketing này ạ? Và ở đây thì nó sẽ có một cái khuyết điểm như thế này, đó là chúng ta không thể làm như một con vẹt, chúng ta không thể làm theo một cái cách là mình chỉ có sao chép thôi, và mình cái quá trình đó mình phải học, mình phải đánh đổi thời gian của mình ra, mình phải học, mình phải nghiên cứu, mình phải có những cái tư duy. Chúng ta hiểu thì chúng ta mới có thể làm được. Bộ công thức này nó chỉ phù hợp với những anh chị nào thực sự cần trong cái quá trình kinh doanh chưa thành công, hoặc là bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh mà các anh chị đang không biết tiếp cận khách hàng như thế nào, các anh chị không biết làm như thế nào để tạo ra những cái video chất lượng mang cái giá trị đến cho khách hàng, thì anh chị thì Phúc sẽ dành tặng cho những cái anh chị thực sự là nghiêm túc và thực sự là khao khát ha. Và món quà này sẽ dành cho những anh chị đã có mặt trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tay hóa vàng. Các chị nào muốn nhận thì có thể là comment tôi đăng ký ở dưới cái video này để Phúc sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng với các anh chị trong xuyên suốt cái quá trình mà các anh chị thực hành.